Hello everybody, I'm very happy to see you today and welcome to our class. Xin chào tất cả các em học sinh lớp 3, chào mừng các em đến với lớp học của chúng ta ngày hôm nay. Today we will learn Unit 12, This is my house and Lesson 2. Trước khi đi vào bài học ngày hôm nay, hãy cùng cô ôn lại những gì chúng ta đã được học ở Lesson 1 nhé. Okay, now let's look at the picture and introduce the room. Bây giờ các em hãy nhìn vào bức tranh ở trên kia và giới thiệu căn phòng trong nhà của mình. Okay, so how do you say? There's a living room. There's a living room. Alright. Now next one. So how do you say? There's a bathroom. There's a bathroom. Right. Next picture. There's a kitchen. There's a kitchen. And the last one, how you say? What is this? It's a dining room. So you say, there's a dining room. There's a dining room. Okay. Vậy những căn phòng chúng ta đã được học ở lesson 1 thì hầu như mỗi căn nhà đều có, đúng không nào? Tuy nhiên hôm nay cô sẽ giới thiệu thêm cho chúng ta một số thành phần khác của ngôi nhà mà không phải ngôi nhà nào cũng có. Vậy chúng ta sẽ xem chúng là gì nhé. Now look at the first picture. À, nhìn picture này chúng ta có biết đây là gì không nào? Đây là một chiếc ao. Ok. Và một số nhà to các bạn sẽ có những chiếc ao nhỏ mình để nuôi cá. Ok. That's a pond. Now listen again and repeat. Pond. Pond. Ok. Pay attention. P. Pond. Pond. Ok. Next one. How about this picture? What can you see? Ở trong ngôi nhà này chúng ta thấy có một cái sân rất là rộng, đúng không nào? That's your yard. 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 Listen and repeat. Yard. Okay. Next one, how about this? À, một số ngôi nhà thì có cái cổng rất là lớn, đúng không nào? That's your gate. 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 Listen and repeat. Gate. Các em chú ý vào âm cuối. Gate. And the last one. So what can you see in this picture? Ở đây chúng ta thấy một hàng rào rất là dài, đúng không nào? It's a fence. Fence. Ở đây các em lưu ý từ fence tận côn bắn CE và trong tiếng Anh chúng ta phát âm là fence. Fence. Ok. Như vậy cô vừa giới thiệu với chúng ta thêm một số thành phần khác của ngôi nhà mà không phải ngôi nhà nào cũng có. Vậy bây giờ để biết nhà của bạn mình có những thành phần đó hay không, chúng ta sẽ đặt câu hỏi như thế nào? Hãy cùng đến với Activity 1 trong IC Books. Lesson 2. 1. Look, listen and repeat. Now look at the picture. Do you know who are they? Tony and Nam, alright. And where are they? They are in the living room, alright. Bạn Nam đến nhà bạn Tony chơi. Các bạn đang ở phòng khách. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem các bạn nói gì với nhau các em nhé. Now let's listen. This is the living room. Wow, it's nice. Is there a garden? Yes, there is. Come and see it. This is the living room. Đây là phòng khách. Wow, it's nice. Wow, nó thật là đẹp. Is there a garden? Có một khu vườn phải không? Yes, there is. Đúng vậy. Come and see it. Hãy đi và xem nó nào. Now let's listen again and repeat. This is the living room. Wow, it's nice. Is there a garden? Yes, there is. Come and see it. And next one, picture B. Is there a fence? No, there isn't. Is there a fence? Có một hàng rào phải không?
No, there isn't. Không, không có. Okay, now listen again and repeat. Is there a fence? No, there isn't. Ok, như vậy thông qua activity 1 trong IC Books, các em đã biết cách hỏi và trả lời về việc nhà bạn mình có những thành phần khác như thế nào, đúng không nào? Bây giờ hãy cùng cô nhìn lại mẫu câu này nhé. Ok, so look at this. What is this? It's a pond. Alright. Vậy để biết nhà bạn mình có pond hay không, chúng ta sẽ đặt câu hỏi gì? Is there a pond? Is there a pond? Ok. If yes, so you say, yes, there is. If not, you say, no, there isn't. Listen again and repeat. Is there a pond? Yes, there is. No, there isn't. Okay? Và các em lưu ý đây là câu hỏi yes, no. Vậy chúng ta sẽ lên giọng ở cuối câu hỏi. Is there a pond? Okay? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay lại IC Books để luyện tập nhiều hơn về mẫu câu này các em nhé. 2. Point and say. Now let's practice the patterns with activity 2. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau luyện tập mẫu câu mình vừa học với hoạt động số 2 các em nhé. Ở hoạt động này các em sẽ hỏi và trả lời về việc có những bộ phận nào trong ngôi nhà của mình hay không. Ok. For example, picture A, pond, and yes. Picture B, gate, and yes. Picture C, yard, yes. And picture D, fence, no. Ok. Như vậy các em sẽ kết vào từng hình, lắng nghe câu hỏi, câu trả lời và lặp lại. Hãy luyện đi luyện lại cho đến khi nào mình có thể nói thật thuần thục mẫu câu này các em nhé. Now let's go with picture A. Is there a pond? Yes, there is. Các em lưu ý chúng ta sẽ lên giọng ở cuối câu. Is there a pond? Yes, there is. Ok. Is there a gate? Yes, there is. Is there a yard? Yes, there is. Is there a fence? No, there isn't. Okay. Now let's continue with activity 3. 3. Let's talk. Ở hoạt động này, chúng ta sẽ quan sát ngôi nhà của Tony, đặt câu hỏi và trả lời cho phù hợp với ngôi nhà này các em nhé. For example, is there a yard? Yes or no? Yes, so you can see a big yard. Yes, there is. So let's see. Well done. Okay. Sau khi nhấn submit, các em sẽ nhấn nút play. Chúng ta nhấn vào nút play để nghe và lặp lại. Is there a yard? Yes, there is. Okay. Sau đó nhấn try again để thử lại với các cụm từ khác. Now I will make a question with fence. Is there a fence? Yes or no? No, we can see any fence. So we say, no, there isn't. Well done. Is there a fence? No, there isn't. Okay. Như vậy các em sẽ tự mình thực hiện với hai từ còn lại, đó là pond and gate. And now let's move on activity 4. 4. Listen and number. Ở hoạt động này các em sẽ được củng cố kỹ năng nghe. Chúng ta sẽ nghe và đánh số. Vậy trước hết các em hãy cùng cô quan sát các picture. Picture A. This is a small house. And you can see there is a pond, alright? Picture B. Ở ngôi nhà picture B thì có đặc điểm gì nổi bật nào? It's a big house. It's very nice, alright? And look at this, what is it? It's a tree. It is big? Yes, right? So we can see a big tree, okay? And picture C, how about this house? So what are they? Fence, alright? And picture D, this is a gate. Như vậy cô vừa giúp chúng ta phân tích các picture của activity 4. Bây giờ hãy cùng cô nghe và đánh số cho chính xác nhé.
Now let's listen. 1. This is my house. Oh, it's nice. And there's a very big tree next to it. Sign number 1, can you hear? House, nice, and big tree, all right? So that's a picture B. Number 1 is picture B. And number 2? 2. Is there a pond? Yes, there is. Come and see it. Is there a pond? So that's a picture A. Number 2, picture A. Wow! What a nice pond! 3. Is there a gate? Yes, there is. How about number 3? Is there a gate? So what? Which one is gate? The same picture D. 4. That's a nice fence around the house. Thank you. So can you hear fence? Yes. So that's a picture C. Nếu bạn nào chưa thể nghe được những từ khóa mà cô vừa nêu ra, các em có thể nhấn play để nghe lại trước khi nhấn submit nhé. And now let's check. Well done. Now let's move on to activity 5. 5. Read and complete. Ở hoạt động này chúng ta sẽ được củng cố kỹ năng đọc hiểu. Nhiệm vụ của các em ở đây sẽ là dùng 4 từ pond, tree, house and beautiful để hoàn thành đoạn văn bạn Phong đang giới thiệu về ngôi nhà của mình. Hi, my name is Phong. This is my. Như cô đã nói, bạn Phong giới thiệu về ngôi nhà của mình. Vậy câu đầu tiên sẽ là gì? This is my house. Alright. There is not any fence around my house. Không có bất cứ cái hàng rào nào xung quanh nhà của mình. There is not a yard. Cũng không có cái sân nào. But there is a garden in front of the house. Nhưng lại có một khu vườn ở đằng trước ngôi nhà. It is. Nó như thế nào? Và it ở đây đang thay thế cho gì nào? Garden. It is. Vậy nó như thế nào? Ở đây chúng ta phải tìm một tính từ. Vậy ba từ còn lại. Pond, tree và beautiful. Thì beautiful là tính từ duy nhất. It is beautiful. Nó đẹp. Alright. There is a. Vậy chúng ta còn lại hai từ pond và tree. Ở đây, there is a. And a in the garden. Bạn Phong đang mô tả về hai thứ có trong khu vườn của bạn. Vậy đó là pond và tree. Vậy đây các em lưu ý chúng ta có thể thay đổi vị trí của hai từ này. There is a tree and a pond in the garden. Hay there is a pond and a tree in the garden. Thì đều chính xác cả. Now let's see. Well done. Ok, như vậy cô vừa hướng dẫn và giúp chúng ta hoàn thành bài tập này. Các em hãy tự mình thực hiện lại ở nhà nhé. And now let's move on to activity 6. 6. Write about your house. Ở hoạt động này các em sẽ được củng cố kỹ năng viết. Đó là viết về chính ngôi nhà của mình. Hãy trả lời xem những câu hỏi này, những bộ phận này có trong ngôi nhà của mình hay không. Is there a garden? It yes. So you write, yes, there is. If not, you say, no, there isn't. Is there a fence? Is there a yard? Is there a pond? Is there a tree? Okay, như vậy các em sẽ tự mình thực hiện hoạt động này nhé. Okay, that's all for our lesson today. Như vậy bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Về nhà các em hãy nhớ học thuộc từ vựng và mẫu câu đã học ngày hôm nay. Hãy làm lại các bài tập trong IC Book và đừng quên chuẩn bị cho bài mới. Unit 12, Lesson 3. Okay, it's time to say goodbye. Bye bye.